Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tỉa tán cho cái cây bưởi da xanh ha. Thì trước tiên là các bạn nhìn thấy một cây bưởi da xanh như thế này không? Cái này là chưa tạo tán bao giờ ha. Thì việc đầu tiên của mình vô là mình sẽ lựa chọn những cái cành dưới thấp. Này. Là mình sẽ bỏ bớt những cái cành nhện. Người ta là giữ nhện nhưng mà những cái nhện gầy là mình bỏ nha. Đây là cái cành mang trái này, đây là cành mang trái này, đây ba cành mang trái là được ba trái này ha. Ở dưới gốc này là mình để nguyên ha. Rồi đây là nhìn các bạn nhìn thấy những cành nhện không? Nhưng mà là những cái cành nhện á mà nó tăm như thế này. Nó bị gầy hai bên nha. Nó bị lép gầy hai bên như thế này thì bà con nên bỏ. Tại vì khi mà nó để trên cái trái trên cái cành mà gầy như thế này á là cái trái nó không có đạt. Thì khi đó mình để cái trái trên cái cành tối thiểu như cái cành này. Nó phải tròn. Đây nó tròn thân này ha. Đó. Thì trong cái chùm nhện này rất là nhiều đây. Thì đây là những cái này là đạt hết thì mình để. Nó phải to nè. Còn nó tăm là phải bỏ hết ha. Và khi đó là như là nguyên tắc thứ hai cắt cành á là mình cắt dưới cái khớp 2 phân. Cắt dưới khớp 2 phân và những cái khớp á mà chỉ có một cành hoặc là hai cành là phải cắt bỏ hết. Để mình cắt cho nó ra nhiều ha. Này, cắt dưới khớp 2 phân. Đây, mình sẽ cắt toàn bộ. Đây, rồi, thứ hai nữa, đó. Thì nguyên tắc nó sẽ kéo dài ra tới tận ngoài này luôn chứ không phải là chỉ dừng lại ở đâu hết ha. Ở trên cây này cũng vậy. Đây là cái thằng nào mà như là ba. Bây giờ các bạn nhìn thấy đây này là nó ra 4 cành đúng không? Nhưng mà hai cái cành này đó rất là gầy. Nó gầy là mình sẽ bỏ. Mình bỏ thì khi nó lại còn hai cành. Hai cành thì nó lại theo nguyên tắc nữa là 1, 2 là bỏ là ta phải bấm luôn. Kể cả thấy nó chùm năm như vậy là ta bấm. Tại vì khi mà nó gầy như vậy là do mình không đủ dinh dưỡng nha các bạn. Đây như các bạn xem nè. Đây vườn mình làm theo hướng sạch an toàn nên cũng có cái bọ ngựa này ha. Mình không có xịt thuốc trừ sâu hóa học nên vẫn có bọ ngựa này ha. Đó, cái này là bảo vệ côn trùng cho mình luôn. Thì đây là như nó ra 4 cành đây. Nhưng mà hai thằng này là gọi là hai cành tăm nè, là gầy nè, là bỏ nè. Thì khi bỏ thì nó lại còn hai cành mập thì nó lại áp dụng theo nguyên tắc là 1 2 là bỏ là vẫn phải bỏ luôn. Cho nên đừng nghĩ là 4 là 5 là ta giữ ha. Đây, này 1 là bỏ nè, dưới khớp. Đây là 1 nè, bỏ nè. Này, 1 nè, bỏ nè. Thì khi mà mình đụng dao kéo ở đâu á, thì chỗ đó nó sẽ ra hoa ở chỗ đó. Nên mình muốn lấy trái ở đâu thì mình sẽ cắt ở đó, ngay đó nha ha. Đây mình sẽ lấy trái ở đây. Đây. Nè, đây. Thì cái cành tăm á, đây là ví dụ như hai cành này ha. Nó phải ít nhất là tròn, nó tròn thân nè. Cái cành nhện nó phải tròn thân thì mới đạt. Còn cành nhện mà không có tròn thân là ta cắt bỏ ha. Cho nên là nhiều người ta nói là nhện là vẫn phải cắt nhưng mà phải nhện tròn thì ta để, còn nhện gầy thì ta cắt. Tại vì cái trái mà khi nó để trên cái cành nhện gầy á, là sau này là cái trái nó chỉ được loại 2 thôi. Nó không có mập trái được và nó dễ hoa mập trên cái cành đó rất là dễ rụng ha. Đây. Là mình sẽ tạo tầm tạo tán. Đây, là rất là đạt ha. Mình để trái đây luôn. Thì đây là cành này ba cành mập. Nó rất là mập mà đây, rất là mập là đẹp. Nhưng mà nó lại bị bỏ mất một cái đốt ở đây. Nhưng chỗ này ra lại thì mai mốt là mình phải cắt cành để mình bấm thế này. Như ba này là ba, như mập vậy là ổn ha. Còn một là đẻ nè. Một là cắt nè. Đây là chùm 3. Những cái nhện này cũng đạt là để luôn. Nhưng mà nếu như mà ta cần thiết ta có thể muốn lấy trái đây cũng được, hoặc ta có thể lấy trái đây cũng được. Nếu ta muốn lấy trái đây và đây một khớp nữa là ta lấy hai đoạn trái thì ta có thể cắt bỏ đây. Nhưng mà đây cây này nhiều rồi ta không cần. Để luôn. Ba này, ba cái mà cái nhện này là mập nè. Nếu nó gầy là mình cắt luôn rồi. Cắt dưới khớp.
Thì khi cắt á, các bạn cắt á, chọn cái dây cây nó già, nó như thế này là đạt mày ha. Nó vừa xanh tới vừa đủ già mà nó có cái vẻ có sức sống. Thì nó sẽ khi mà cắt nó sẽ lên rất là mạnh. Đây là hai nè, hai là theo nguyên tắc là mình cắt. Khi mà cái khớp này nó quá ngắn này các bạn, nguyên tắc của mình là dưới khớp nè, nhưng mà cái khớp này nó quá ngắn đi thì mình áp dụng nguyên tắc thứ hai là từ cái khớp mình bo lên 20 phân. Đó, 20 tới 25 phân là mình có thể cắt ở vị trí này. Đó. Là mình sẽ cắt ở đây là nó sẽ bung chùm ở đây. Đây, như cái này là yếu ớt này ha. Thì mình sẽ lấy trái chỗ này. Lấy trái ở đây. Cái trái này là lấy được nhưng mà sau này phải treo nó lên cho nó chạm đất. Rồi. Đây hai cái cành đây là hai cành nhện này, hai cành mang trái nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ cắt bỏ, tại thứ nhất đó là nó gầy. Thứ hai nữa là nó sát đất. Đây, nó gầy là như thế nào? Nó gầy là có nghĩa là hai bên đó, nó bị lép. Nó lép hai bên. Còn nếu mà cái nhện đạt á là nó sẽ tròn, nó tròn thân ha. Này là điều này các bạn lưu ý chỗ này nha. Nên không phải là cái nào mà cũng để. Và không phải cái nào mà cũng cắt. Mà cắt đúng kỹ thuật là nó dậy làm tới thôi. Như đây, như anh em nhìn thấy cái chùm này không? Đây nè. 1 2 3 4 5 trái luôn nè. Đấy, mà cái này là như là tuy nó nhỏ nhưng nó tròn nè, là đạt nè. Nó nhỏ nhưng nó tròn thân nè, nhưng mà nó nếu mà nó lép á, là mình phải bỏ ha. Đây, như cái này nè, lép là bỏ nè. Đó. Nó vẫn là cành mang trái nhưng mà lép là mình bỏ ha. Rồi. Thì cứ áp dụng vậy như vậy là tất cả mọi loại cành mang trái lên luôn. Đây là ba nè, này gầy nè. Rồi sau này đợi nó già ta tiếp tục ta bấm nữa. Thì sau khi mình tỉa xong rồi mình sẽ thấy cây mình nó sẽ như thế này. Và sau này nó sẽ bung ra lại ha, nó bung ra rất là đẹp. Nó bung lên cho bà con xem rất là đẹp. Ở cái cành này là hồi xưa là mình bấm một lần ở vị trí này rồi nè. Đây các bạn. Cái cành này nó đâm lên chùa vượt, mình đã bấm một lần ở đây và mình lấy được 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái, 6 trái và 3 cành. Và lên đây là mình lại tiếp tục lấy nữa nè. 1 trái nè, 2 trái nè, 3 trái nè ha. Là vị trí nào mình bấm ở đâu là lấy trái ở đó. Đây là cái vị trí mình đã từng bấm rồi đây. Bây giờ nó bung lên rất là đẹp ha các bạn ha. Đó, cái này là hồi đó là mình bấm lúc nó còn non nè. Cây này anh bấm lúc non nè. Đó. Rồi tiếp tục mình qua bên cây này cũng áp dụng theo nguyên tắc đó. Đầu tiên vô là thấy một là xốp liền nè, không phải suy nghĩ ha. Xốp liền. Xốp. Xốp. Ở đây là cái vị trí này mình bấm, bấm mà nó chỉ nhảy hai nè. Thấy không các bạn? Cái vị trí này là mình bấm nhưng mà bấm lúc non thì nó chỉ có nhảy có hai thôi. Thì khi lên đây nó mới nhảy bốn nè. Thì cái thằng này là bắt đầu nó nhảy hai thì mình phải tạo lại cho nó ra nè. Ta thêm. Đó, bốn thằng này là đạt rồi nè. Đó, thằng này là ba. Ba nhưng thằng này là gầy nè, cho dù nó to nhưng mà nó vẫn gọi là gầy nè. Đây các bạn. Thấy không? Cành nó to nhưng mà nó bị lép hai bên nè. Thì với những cái cành này sau này về già nó cũng tự tiêu. Mà khi mà ba mà có một thằng gầy như này để nó lại vô nguyên tắc là hai, hai là ta lại xốp. Đó, không phải suy nghĩ ha. Nè hai nè. To như thế này mà hai nè. Hai thì ta cũng phải không phải suy nghĩ. Đó. Thì khi mà các bạn cắt kéo á, mình chỉ cho các bạn cắt nó nhẹ nè. Khi mà bạn để cái kéo vô á thì bạn đẩy một cái lực nhẹ như thế này, nó có cái lực đàn hồi á, là như mình để nhẹ cái là nó đứt, không bị đau tay ha. Đây. Về đây là kỹ thuật cắt cành nha các bạn. Về cái bưởi á, ở ngoài Bắc á, là người ta sẽ vít cái cành như thế này và nó đâm cái chồi lên là sau đó người ta tạm nhện cái cành này được. Nhưng mà trong kỹ thuật trong Nam mình là chỉ có cắt cành thôi, nó sẽ lợi công lao động hơn là so với lại vít. Đây, giờ mình sẽ chỉ cho các bạn tuyển luôn cái cành nhện. Đây nè, đây là ví dụ như đây là 1, 2, 3, 4 cành. Nhưng mà cái thằng này gầy nè. Là ta bỏ nè, ta lấy ra hai trái này là được đủ rồi. Và trên đây ta tạo thêm 2, 3 trái nữa. Và khi mà mình cắt liên tục như vậy thì cây mình nó rất là đẹp. Nhưng mà để đảm bảo là cái cây của mình á, nó cắt ra đẹp á, thì nó không ra cái cành gầy á, thì trước khi cắt mình phải vô phân bón nha các bạn.
thì mình thường là vô những cái dòng tinh thể như NPK2218 và vi lượng Sotemid kết hợp với lại bộ ba kích rễ bên mình, sau đó mình sẽ cắt. Khi mà mình cho phân bón vô khoảng một tuần lễ, nó ngậm phân. Nó ngậm phân sau đó là mình mới cắt, thì lúc đó là nó sẽ đạt. Còn nếu như mà mình không cho, mình cứ cắt mà mình không vô phân bón á, thì cái cây của mình á, nó ra nó sẽ bị cái cành nhện gầy. Cành nhện gầy là sau này là cái trái của mình nó không có đạt nha các bạn. Đấy, giờ đó là ổn rồi ha. Đây là cũng có trái đây, để ăn chơi được này. Tại vì nó cũng mập, để em trái ăn chơi. Đó, nằm trong thân, bỏ bớt thì cho nó thoáng ra. Thì cái trái để mình để là cái trái tối thiểu khi mình để cành mang trái á, là mình để từ 50 phân lỡ lại nha. Thấp quá là nó trái nó chạm đất, nó không có đạt nha các bạn. Đó. Này, gầy đó, thoáng. Thì khi mình hiểu cái nguyên tắc đó rồi thì mình... cái cây bưởi nó có cái nguyên tắc làm cành rồi, cứ vậy mình làm thôi, là không có cái gì phải suy nghĩ hết ha. Nó rất là dễ làm chứ không có khó đâu nha các bạn ha. Nè, gầy nè, gầy là bỏ nè, gầy nó là con cành mang trái mà gầy, đây mình lấy ba trái mập đây, thì đó là mình lại tiếp tục mình bấm cho nó bung ra thêm. Thì sau khi mà mình tỉa xong thì cái này nó đợi già lại, ta bấm nè đó ha, rất là đạt ha, rất là đơn giản. Mình làm thêm một cây nữa là bà con có thể nắm được kỹ thuật làm cành cho cái bưởi liền. Đây. Xếp cho đây liền. Hai nè. Cho dù nó mập như nữa nhưng mà đây có hai nè. Hai là. Xếp. Một xếp. Hai xếp. Hai xếp. 4 để thì mình phải bấm ở đây ra nó bung lên trên đây. Đó. Đây, 1 nè, 2 nè, bỏ nè. 3, một cái gầy bỏ. 2 bỏ. Nên làm thao tác mà quen rồi thì mình cắt rất là nhanh. Nhìn vô là mình biết vị trí mình cắt ngay luôn, không phải suy nghĩ ha. Đó, khi mà các bạn áp dụng đúng nguyên tắc của mình vậy rồi thì cứ vậy mà làm thôi. Mình làm rất là nhanh, mình quen rồi. Thì khi mà các bạn xem cái video của mình á, thì cắt dần quen tay à. Mình cắt dần mình sẽ quen tay. Vậy mình nhỏ bỏ. Thì khi đó mình sẽ cắt cho nó bung lại và dư gốc. Ở vào trong mùa nắng ta có thể để lá này, nhưng mà trong mùa mưa mà ta tuốt bớt cái lá trong thân này đi, ta tuốt đi như thế này. Giờ ví dụ như trong mùa nắng thì ta để cho nó che, nhưng mùa mưa ta tiêu tuốt để cho cây nó thoáng ra, nó ít bệnh ha. Rồi, về cơ bản thì cái cây của mình là tạo tán như thế. Thì từ nhỏ tới lớn áp dụng đúng một nguyên tắc đó mà làm, là cứ đúng nguyên tắc đó mà làm, thì các bạn sẽ được cái cây bưởi rất là đẹp. Thì các bạn mà quan tâm nhiều tới bưởi da xanh mà muốn trồng và chăm sóc như thế nào thì cứ liên hệ với Vịnh. Số điện thoại của mình là 0972 455 668. Xin chào tất cả mọi người ạ.